mình là người xây cái map, không hẳn là mình xây cái map này. Nhớ, còn nhớ cái video trước là mình có cho các bạn coi các công trình Bonnie trong Minecraft của mình đó. Bây giờ mình sẽ xây cái Canterlot 2, nhưng mà mình chưa có xây xong. Bây giờ là mình sẽ đi qua cái bức tượng này bên thế giới Bonnie. Mà cái này, cái bức tượng này không phải là bình thường, mà qua thế giới Bonnie đó là mình sẽ biến thành Bonnie luôn. Đây. Cánh cổng mà bước qua thế giới human nè. Nè la bè. Giờ mình đã xây cái lâu đài này, lâu đài của Twilight á. Cũng rất là lâu rồi. Mình còn xây cả cửa bí mật bằng sticky piston nữa. Bên trong đây mình chưa trang trí gì hết. Trở lại Canterlot 2. Đây chỉ mới là phần 1 thôi, tại vì mình không có nhiều thời gian để mình xây cái Canterlot 2 này. Đó. Nên mình chỉ mới xây cái bức tượng này với lại một phần của trường thôi chứ chưa xây xong. Mình qua đây mình đã biến thành Twilight Human này. Nhìn nó cute quá. Ok, và chúng ta đã hết phần 1 ở ngay Canterlot 2 rồi. Những phần sau mình sẽ cố gắng xây xong cái phần Canterlot 2 nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.